Nhắc đến nền văn hóa Maya thì có nhiều cái để nhắc đến lắm, vì cái gì cũng thú vị cả. Nhưng có một điều rất thú vị mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là những cái giếng của người Mayan. Và người Mayan họ đã đào lên những cái giếng hoặc là những cái giếng tự nhiên, vì đây là những cái vùng của đá vôi, cho nên họ tạo ra những cái vườn tự nhiên rất là đẹp. Và bây giờ thì người Mayan họ đã từng tắm trong những cái giếng này, rồi cái giếng này cũng là nơi để họ dùng nước để uống sinh hoạt hàng ngày. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong một cái hang động của cái vùng núi đá vôi này, và cái giếng cái tiếng gọi là Genota trong tiếng của người Mayan. Và trong cái vùng Yankata này là cái nôi văn hóa của người Mayan, thì đó có tới mấy trăm cái giếng như thế này. Và ngày hôm nay thì mình cũng như những cái du khách khác để đến một trong những cái giếng nổi tiếng nhất của vùng Yucatan để mà bơi. Bây giờ thì mời các bạn cùng với mình bơi trong cái hồ, trong một cái giếng của người Mayan nó như thế nào nha. Đây, cái khi mà mình bước xuống đó thì cái nước nó rất là lạnh, bởi vì đây là vùng đá vôi và các bạn đã nhìn thấy quang cảnh xung quanh. Và nhưng mà bơi một hồi đó thì cảm thấy rất là thích. Và đặc biệt là ở đây có rất nhiều catfish, mình bơi chung với những con catfish ở đây luôn, cho nên nó rất là tuyệt vời. Xin mời các bạn nha. Okay. Bye bye. Bye bye.